Dừng lại đây nghe thư vàng say, gió đưa dì dào gót chân, xua tan bao chiều đầy cô đơn, xua tan nỗi nhớ trào dâng. Vậy mà đêm qua mưa nào rơi, vô tình rụng vài lá non, cho tôi đứng nhìn mà suy tư, mấy ai chung tình giống lá non. Cuộc sống tôi nhưng vẫn không như bao lần ước mong, dù thời gian trôi qua tình chóng tàn, ôm muộn phiền ngậm ngùi đành bước tiếp, và cũng vẫn vấp ngã đôi ba lần. Phải chăng trong nhân gian, tình yêu trong nhân gian là duyên số? Vậy duyên số đã như an bài cho tôi phải kiếm chiếc lá mùa thu. Rơi ngay sau cơn mưa, rơi ngay sau cơn mưa, lá non rơi sau cơn mưa, rơi ngay sau cơn mưa, chạy theo những cơn giông đêm dài, trông mong nhặt lấy chiếc lá thủy chung, chạy qua đêm vắng nhặt từng chiếc lá non. Dạ xin chào. Chúc mừng bộ sưu tập. Chào. Cảm ơn cô đã tới dự. Ủa, mà em nghe của mày làm gì đây? Tao cũng không biết nữa. Thôi đúng rồi, công ty gia đình của em Nga tài trợ số này mà. Công ty gì? Chứ bộ mày không biết gia đình của em Nga là đại diện của mấy hãng thời trang nước ngoài ở Việt Nam hả? Không. Tao có đời nào tìm hiểu em Nga mày đâu mà biết. Ê mà Giang, tao hỏi thiệt mày nha, mày có thầm thương trọng nhớ em Nga không vậy? Sao mày viết thơ hay quá vậy? Hả? Cái thằng khùng, nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Mày mà không chỉ em Nga, tao còn không biết em Nga mày là ai nữa, làm gì có tình cảm. Vậy á, mà đọc thư, tưởng đâu là mày thầm thương trộm nhớ người ta từ lâu rồi chứ. À, cái đó thì... tại vì tao tưởng tượng người khác. Ừ? Có bộ mới rồi hả? Ghê nha, em nào vậy? Ê mày, hôm nay bán được không mày? Thì cũng được, nhưng mà ở đó mấy chai khách bạo quá, chắc là mai mốt tao phải chuyển chỗ làm. Ừ, mấy ổng cứ canh rờ mó sờ soạn hoài, bụng muốn chết được. Nhưng mà công nhận á nha, quán này đông khách thiệt, nghỉ thì tiếc lắm mày ơi. À, hay là tao với mày xin làm phục vụ ở nhà hàng đi. Mình làm theo ca thôi, mày thích không? Ừ, thì cũng thích. Dù gì á, thì tao với mày cũng làm chung với nhau mấy năm rồi, có chuyển thì cùng chuyển. Nhưng mà làm phục vụ vậy có đủ tiền cho mày phụ gì cầm không? Tao nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà sắp tới tao phải đi học bổ túc lại rồi, vì vì ba la dữ quá. Lần trước tao học gần xong, mà tới lúc thi tao phải bỏ luôn kết quả lại, vì lúc đó nhà tao kẹt dữ quá. Nhưng mà thời gian đâu mà vừa học vừa làm như vậy? Ê, hay là mày kiếm thằng nào bao mày đi, cỡ mày mà kiếm được mối chắc là ngon lắm á. Thôi đi con quỷ này. Đúng là tiền quan trọng với tao thì, nhưng mà tao còn chuyện khác còn quan trọng hơn nữa. Chuyện gì quan trọng hơn tiền nữa mày? Xưa giờ mày thích tiền nhất rồi còn gì? Ờ, mà cũng không có gì. À, mà mày có quen ai làm trong ngành thiết kế thời trang không? Mai áo dài nữa nha. Để tao nghĩ coi. Ờ, cũng có. Chi vậy mày? Không có gì hết, tao hỏi thăm có chút chuyện thôi à. Không biết là có phải ông gì quen với chị Loan không ta?
sao hai người đó lại đi chung với nhau? Ông có biết gì về nhà Lam không? Không biết giờ này Lam đang ở đâu. Biết bao giờ thì mình mới gặp nhau được. Làm sao đây? Bắt đầu từ đâu bây giờ? Chị Hoàng bây giờ đã còn như ngày xưa nữa. Hắn đã nổi tiếng rồi. Nổi tiếng cho công sức của ba mình. Mình không thể giật mặt hắn ngay bây giờ được. Sẽ chẳng có ai tin mình hết. Không, mình phải có một kế hoạch đàng hoàng chứ không như vậy được. Mình không thể nóng vội. Bình tĩnh. Từ từ rồi mình cũng sẽ tiếp cận được hắn thôi. Bình tĩnh Lam ơi. Ê, cho đi, cho đi. Ê, thì Nga hồi âm rồi nè. Ngón tay của tao á còn thơm phức mùi ỏi hương luôn nè. Này viết thơ tay như mày, lãng mạn ghê nơi luôn đó. Công nhận chữ đẹp y như con người vậy đó. Nè, gửi nữa rồi. Quỷ, mày làm lố với mày. Ê mày, nơi công cộng nha. Em hồi âm giờ tốt quá rồi. Sao giờ tiến tới đi, mừng gì mừng đi. Đâu có, quá trình chinh phục em Nga với con nhờ ở mày đó. Hay là mày viết giùm tao bước nữa nha. Nhớ viết chữ đẹp đẹp đó, mà nhớ suy nghĩ nghiền ngẫm thật kỹ trước khi viết đó. Hả? Nữa hả? Nhưng mà anh không mời em không có nghĩa là anh không thích em. Đơn giản là sự diễn lần này không hợp với em, vậy thôi. Nhưng mà em nghe anh Cường nói về chủ đề của anh lần này, em thích lắm luôn á. Anh cho em tham gia nha. Ok, tham gia thì được. Nhưng mà đòi lại Verdad thì không được. Hoàng nè, thật ra thì bên PP có đề nghị hỗ trợ mình đó, nếu để dùng diễn chính trong cái show đó. Anh Cường à, hỗ trợ gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Vấn đề là Dung không hợp với tự thiết kế của em. Hoàng à, anh biết chứ. Nhưng mà sắp tới đây sẽ có một chuyến lưu diễn ở Anh và một số nước châu Âu nữa. Bên PP đang cân nhắc là họ sẽ quyết định mời em với tư cách là nhà thiết kế chính cho chuyến lưu diễn đó đó. Anh nói thật à? Show thời trang thì không quá lớn, nhưng được tổ chức ở khu trung tâm, có sự tham dự của chủ tịch thành phố. Em nghĩ đây là cơ hội PR rất lớn cho VH anh à. Nhưng mà anh Hoàng biết rồi đó, có qua thì mới có lại. Dạo này chuyện tình của mày với chàng Bồ Câu sao rồi? Bồ Câu nào? À, anh Bảo đó hả? Tên Bảo hả? Cái gì Bảo? Tôi thấy hai người thư từ qua lại rộn ràng lắm đó nha. Tên là Dĩnh Bảo, học trên mình hai khóa, khoa thiết kế thời trang. Nhưng mà tao thật sự không nghĩ là gương mặt đó, tính cách đó lại có thể viết thư hay như vậy. Thời buổi này á, mà còn gửi thư, tặng thiệp là chân tình lắm đó. Chịu đi cho rồi. Tao phải viết thư từ là được đâu. Còn phải gặp gỡ, hẹn hò, tìm hiểu nhau nữa chứ. Mà cũng có khi những bức thư đó không phải do anh viết đâu.
ta không có cảnh giác anh Bảo là người viết. Thôi, đừng hỏi hỏi, là cảm giác của tao thôi, không giải thích được đâu. Mày nha, toàn là chặn họng tao thôi à. Rồi chuyện ba mẹ mày sao rồi? Ba ông Bảo quyết định định cư sang Mỹ thiệt hả? Bà ngoại kêu qua lâu rồi, nhưng mà ba mẹ dì tao cứ chần chừ. Bây giờ thì đang làm giấy tờ rồi, có gia đình, có bà ngoại bên đó, chắc là cũng nhanh lắm. Trời, sao không đi? Cơ hội đi vậy mà. Với lại mày là con một nữa, không đi theo ba mẹ thì ở lại một mình hả? Nhưng mà tao thích ở đây. Nếu như mà được thì tao sẽ để cho ba mẹ đi trước. Được, có quyết định đi hay không? Ta chẳng hiểu nổi nữa. Người giàu sao lại có những quyết định điên rồ vậy trời? Qua Mỹ, ta không cần biết gì hết á. Chỉ cần thoát khỏi bụi bặm, ô nhiễm, giao thông gớm ghiếc là được rồi. Thêm nữa nha, đi qua bên đó, đồ đạc, áo quần. Ôi, ta nói nó tốt mà đẹp nữa. Alo, anh Tú hả? Ừ, tôi nè. Cầm sao rồi? Nấu cơm chưa? Có cần tôi mua thêm cái gì về nữa không? Tiện đường á, tôi mua về luôn. À, định mua con gà về nấu cháo nè. Cầm chịu không? Tốn tiền anh. Tôi nấu rồi, về ăn thôi. Anh để dành tiền đi. Mua gà nấu cháo chi vậy? Tốn gì mà tốn. Lâu lâu mình cũng phải ăn ngon một chút chứ. Ủa? Mà cầm sao vậy? Nghe giọng lạ quá. Bệnh phải không? Nhớ tôi tới bệnh luôn phải không? Chắc vậy quá à. Mà anh về tới đâu rồi? Tới chợ chiều rồi. Còn chắc 10 phút nữa tới nhà luôn rồi đó. Anh Tú nè, tôi nghĩ anh nên về thăm mẹ anh một thời gian đi. Hoặc là anh về với bác luôn đi. Chứ anh ở chỗ tôi hoài vậy. Với lại hồi xưa tôi nói không phải lỗi tại anh mà. Anh về ở chung với bác cho vui nha. Cầm không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy? Thôi, tôi không làm phiền Cầm nữa đâu. Tôi cúp máy nha, cho đỡ tốn tiền của tôi. Anh... Tôi biết chứ. Nhưng mà làm sao tôi có thể làm khổ anh hoài được.
Anh à, lâu lắm rồi em mới có cảm giác là hai đứa mình gần nhau như lúc này. À, dạo này anh phải lo cho bộ sưu tập đó. Không, ý em là mình vẫn còn có nhau và anh vẫn là của em. Vậy à, từ trước tới giờ thì không à? Nhiều lúc em quên mất là hai đứa mình đang yêu nhau đó. Thì chúng ta vẫn yêu nhau đó mà. Loan nè, em theo anh gần cả chục năm rồi, có khi nào em cảm thấy hối tiếc không? Còn anh? Dĩ nhiên là không. Chưa suy nghĩ mà sao trả lời nhanh quá vậy? Thì anh nghĩ là vậy đó. Thật ra điều mà em hối hận nhất chính là chuyện của chú Hai Hòa. Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, cho nên em không muốn nhắc lại nữa. Nhưng không hiểu sao dạo này em có cảm giác vào một ngày nào đó em với anh sẽ xa nhau. Phụ nữ đúng là rảnh thiệt, đang yên đang lành tự nhiên nghĩ đến chuyện xa nhau. Thôi được rồi, từ giờ anh sẽ không bao giờ hỏi những câu hỏi kiểu đó nữa. Em cứ suy đoán linh tinh, toàn là ảo tưởng, không có cái nào là thật hết. Dạ, vậy thì thôi. À, mà công ty bên Nhật đòi mua công thức làm lụa lạnh, anh tính sao? Dĩ nhiên là không bán. Không giống như chuyện con Dung chứ. Không phải chuyện đổi giác nào có lợi, anh đều làm à? Thì hiện tại anh chưa có lợi gì lớn nên không bán, vậy thôi. Nước mía nè em. Cảm ơn chị. Chị. Bữa nay chị có sầu riêng ngon lắm. À Thủy nè. Chuyện tao nhờ mày sao rồi? Chuyện gì? Thì hôm bữa tao hỏi là mày có quen ai trong thiết kế áo dài không? Ờ, cậu Thành mỗi lần hay uống chung với em á. Ờ, tao có hỏi, không quen ai hết mày ơi. Sao bữa mày nói là mày có quen? Ờ, thì tao nhớ là bạn tao có quen, nhưng mà hỏi lại thì không có. Chỉ là thiết kế bình thường thôi à, không có áo dài. Mà mày hỏi ai, làm gì? Chứ nói khơi khơi dễ biết đường đâu mò. Tao muốn tìm một người là nhà thiết kế Diệt Hoàng, nhưng mà quan trọng là tao muốn làm việc cho ông ta. Vậy hả? Ai vậy? Bồ cũ mày hả? Không, chồng hộp của tao á. Xạo đi nha, mặt mày mà có chồng. Tao nói thiệt, mày không tin thì thôi, nhưng mà mày ráng giúp tao nha. Ừ, để tao hỏi cho. Ê, nếu muốn tìm nhà thiết kế dễ nhất là đi làm người mẫu. Cỡ cưng chắc được đó. À Thúy nè, mai mốt á, mày muốn hỏi tao chuyện gì thì mày gọi tao là Thanh, đừng có gọi tao là Lam nữa nha. Ủa sao vậy? Tên Lam đẹp mà. Đẹp nhưng mà xui quá à. Bây giờ tao muốn cặp đại gia để được đổi giận. Ai hỏi tao tên gì thì mày cứ nói tao là Thanh. Lam Thanh cũng được. Nhớ nha. Lam Thanh. Ủa, lỡ mà dì Cầm hỏi thì sao? Dì Cầm hỏi thì mày cứ gọi tao là Lam bình thường. Nhưng mà nhớ, chỉ khi nào dì Cầm hỏi thôi nghe chưa? Kỳ lạ thiệt. Có chuyện đổi tên, đổi giận mới sao ta? Vắng ơi Vắng. Trời ơi Vắng, tao thương mày quá. Mày uống bia không? Tao bao. Đâu mày? Làm mày vui vậy? Chuyện nghe đó. Ừ, nghe hẹn tao đi uống cà phê rồi. Còn có kịch nữa. Mày có thấy hời không? Vậy hay quá, vậy có cờ phất luôn đi. Cầm cờ trong tay thì được, nhưng mà phất thì chưa có cơ hội. Vậy hả? Vậy có gì báo tao biết ha. Nhưng mà điều tao vui nhất là tao đã thoát nạn, tao không phải viết thư cho mày nữa. Ê, còn cái vụ mà thiết kế của trường mình á đề cử đại diện tham gia cuộc thi thiết kế trẻ, mày có tham gia không? Tao nghe đồn là giải thưởng cũng kha khá, nếu mà thắng thì cũng được mấy chầu nhậu. Ừ, tao cũng định thi, nhưng mà hiện tại tao chưa suy nghĩ ý tưởng gì hết á. Với lại tao phải chờ bên Việt Hoàng thông báo là tao có được thực tập bên đó hay không nữa. Nếu có đi á, tao đi một tháng thôi. Tao phải dành thời gian làm thật tốt cái bài tốt nghiệp. Tao thấy Việt Hoàng với trường mình á thì có liên quan gì tới nhau đâu, mà cũng không phủ nhận là tại Việt Hoàng nó mau nổi tiếng thiệt, mà thiết kế thì cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật hết.
Vô đi. Anh à, bên BB gửi cho mình số đo của Mỹ Dung. Em nhắn lại với bên đó, là nói con Dung trực tiếp qua đây để lấy số đo theo kiểu mấy áo dài. Chứ mấy số đo ba dòng này chỉ hợp với đồ lót mà nó đang quảng cáo thôi. Nhờ giả mình mà làm ăn kiểu đó đó, bực mình thiệt. À, con Quyền, con của chị Nguyên, em đã liên hệ với chị rồi. Chị đồng ý và rất vui khi mình cho con chỉ là vedette trong sự diễn lần này đó. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà anh biết tính của chị Nguyên, chắc chắn chị sẽ không thích cho con nhỏ ăn mặc đồ mỏng và hở hang đâu. Mà mấy thiết kế của mình lần này thì mỏng và hở hang cũng nhiều. Thì đúng rồi, nó có mười mấy tuổi à, anh đừng có cho nó mặc mỏng quá nha. À, hồ sơ xin phép việc biểu diễn em chuẩn bị đi là vừa. Mình còn phải việc và còn họp báo nữa. Mấy cái đó mà không làm sớm thì phiền phức lắm. Anh làm như là bây giờ anh mới tổ chức show diễn lần đầu tiên á. Nếu mà tổ chức ở showroom á thì cũng đơn giản thôi mà. Không, anh đang định không tổ chức ở showroom nữa, mà sẽ là khách sạn, hay tòa đại sứ, hoặc là ở viện bảo tàng. Nói tóm lại là phải ở một địa điểm nào đó có kiến trúc cổ điển. Ừ, cái này thì hơi khó. Nhưng mà thôi, anh cứ suy nghĩ đi, rồi mình lên kế hoạch chuẩn bị là vừa. Mà mình phải tranh thủ nha, chứ em sợ là không có kịp. À, đây là một số hồ sơ của các bạn sinh viên trường kiến trúc Văn Lang Hoa Sen. À, anh xem đi. Sao thấy quen quá vậy ta? Chào em, mấy hôm nay không thấy em qua chơi. Dạ, tại mấy bữa nay em có chút chuyện. Mà em nghe nói anh sắp về Sài Gòn rồi đúng không? Có phải là nó không ta? Không nhận cái này. Sao vậy? À mà thôi, không nhận hết đi. Mình đang bận rộn, có thêm mấy đứa sinh viên vô hỏi này hỏi nọ thì lại rối thêm. Không nhận cái nào hết. Nè, em nhớ thông báo lại với tụi nó nghe. Dạ, tùy anh. Vô, 100 với mày. Đứa nào uống hết là con heo. Cái gì, 100 hả? Ừ. Uống đi. Uống mày. Thôi, tao làm con heo sướng hơn. Đỡ hơn phải ói đầy nhà. Mà mỗi lần ói á, nhức đầu lắm mày ơi. Bởi vậy tao nói á, tao á, Huy là bạn thân của mày. Mà tao khoái giỏi hơn khoái mày á. Biết sao không? Tại vì nó uống không chứ nó không có nói. Còn mày á, càm ràm suốt ngày. Ừ, ngày mai lên đó. Vậy là có bạn nhậu rồi đó. Mà tao nói cho mày biết nha, ha. Bia rượu mà nó nhậu á là cuốn trôi cả làng được luôn á. Sao mày? Dữ vậy? Kỷ lục của nó mày biết nhiều không? Có lúc nó uống hả? Gần cả thùng luôn. Thiệt vậy? Thiệt. Ừ, thôi, tao cân nhắc là bản thân. Coi bộ bao mày sướng hơn à. À quên nữa, mai tao đi chơi với Nga, mày thấy tao mặc đồ gì được? Lịch sự nè, xanh điệu nè, hay là nhí nhảnh? Mặc cái gì miễn sao thoải mái được rồi. Thôi nè, mày nhớ giặt đồ hết hả mặc nha. Mà tao thấy mày giặt xong á cũng đâu có nhiều bộ để mặc đâu. Mà có vài bộ á, tao nói hả, nếu mà để kế mấy con chuột á, con chuột còn chết nữa, nó chi là nghe. Yêu như mày cái thằng trời đánh. Chơi với bạn là không được sỉ nhục bạn nghe chưa. Ê, mà tao thấy nghe mặc đồ xanh điệu ghê nha. Chắc là tao cũng phải mặc đồ xanh điệu như vậy mới hợp. Thì thiên hạ nhìn vô mới thấy xứng đôi, đúng không? Vô. Ừ. Ê, định ngày mai coi kịch gì mày? À, Lẩu Trăng. Cái kịch đó vừa hà vừa bi. Bởi vì mày thấy không, ngay cả cách chọn kịch đó, Nga cũng thể hiện mình là một người rất là sành điệu, rất là hiểu chuyện nữa.
Bởi vì tao chọn đâu có sai. Ờ, hay đó. Xin lỗi, hai anh có dùng thêm bia không ạ? Ý, dễ thương quá ta. Em là người mới hả? Em tên gì vậy? Cho anh xin số điện thoại đi. Nè Lam. À Thanh, cha bữa cứ gọi mày hoài kìa. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Lam. Đúng rồi, là Lam đây mà. Mà tại sao em đổi tên vậy? Dù em có khác nhưng mà anh vẫn nhận ra. Anh nè, anh là Văn nè. Anh là Văn đây. Anh là Văn đây nè. Em ơi, lên bia đi em ơi. Dạ, anh chờ em chút xíu. Anh là Văn đây. Xin lỗi anh ơi, chắc là anh nhìn lầm người rồi. Em tên là Thanh. Cho hai chai em. Dạ. Dạ chị. Bốn có cho chị. Rồi vô, hôm nay mình vô nè. 1, 2, 3 vô. Ngạc hết nha. Mày gửi gì chứ ba? À không, tao nhầm. Sao lại không đúng? Đúng là Lam rồi đó. Chẳng phải được. Phải không phải gì? Thì điên quá. Tao ăn kêu vậy được rồi. Tự nhiên kêu thêm tiền đâu trả. Ngồi xuống, tao trả cho. Quá ghê nữa. Vô đi. Trời, 11 giờ. Dậy, chuyện này có tiếc. 11 giờ, dậy. Dậy, giờ đi học. Đi. Ờ, đi. Dậy mày. Trễ giờ rồi. Úi, dậy. Vô phòng mà không gõ cửa, sao lần nào cũng để anh nhắc vậy? Trời ơi, giám đốc ơi, anh em một nhà với nhau mà, làm thấy ghê quá. Khi đã vô công ty thì không có chuyện riêng gì hết, cái gì cũng phải có nguyên tắc của nó chứ. Dạ rồi, em biết. Ủa, nhưng mà em đâu phải là nhân viên của anh đâu. Vậy không phải tốt nghiệp xong là vô công ty anh làm hả? Ủa, anh nghĩ vậy hả? Anh nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Nếu em có mối quen biết thì cứ tận dụng, chứ ngại gì. Người ta cũng không quan tâm đến là em làm như thế nào, quan trọng là kết quả ra sao. Vậy thì em cứ làm những gì mà em cho là nên làm để đạt được mục đích của mình. Mà với lại, nếu em muốn vô công ty của anh á thì cũng phải kiểm tra năng lực đàng hoàng, chứ không phải giỡn đâu nghe. Vậy chứ em định làm gì? Trường có nói á là muốn giữ em lại trường
để học cao học. Vậy à? Vậy dạ. Mẹ biết chưa? Dạ. Trưởng khoa cũng mới thông báo thôi. Điều đó có nghĩa là em nên thực tập ở trường hoặc là một công ty nào đó mà em thích, chứ không phải là VH. Ngay từ đầu là em đã không có ý định làm chung với anh rồi, vì em thích thử sức ở một môi trường hoàn toàn mới. Quyết định thì tùy em thôi. Tuổi trẻ khẳng định bản thân của mình là một chuyện tốt. Anh không phản đối em sao? Chẳng giống như là một anh hai cao có khó chịu hàng ngày ha. Út lớn rồi, anh không can thiệp vào chuyện riêng của Út nữa. Muốn làm gì thì làm, miễn đừng gây rắc rối là được. Mà anh hai vẫn vẽ bằng tay sao? Sao không dùng máy đi cho nó nhanh? Ừ, thói quen cũ, không bỏ được. À mà em qua đây chi vậy? À, mẹ hiền yêu dấu của tụi mình á, bắt em á là phải mang cơm tới tận công ty cho anh nè. Mẹ nói á là anh không chịu để ý tới sức khỏe của mình. Dạ, là bệnh chết luôn á. Trời, ai già mà không phải chết. Đúng là phụ nữ khéo lo quá. Bị bệnh á. Chuyện gì? Trời ơi, anh đưa đây cho em. Anh đó, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mà không hiểu sao đàn ông mấy anh ai cũng hút hết trơn á. Mai mốt chồng em mà hút như vậy á, em đá đít liền luôn á. Ghét cua nào trời trao của đó đó. Anh. Ủa, bé Hà cũng ở đây nữa hả? Dạ chào anh, em mang cơm cho anh hai thôi hả? Có chuyện gì không anh? Bên BP có một chút rắc rối. Tại mày, uống chi cho cố. Cảm ơn em. Trời ơi, tao chưa có thấy thằng nào mà học đại học như mày hết đó nha. Đi học thì đúng giờ, không nghỉ tiết nào. Là sao? Đặc quyền của mọi sinh viên á là được đi học trễ vì cúp học, chưa kể chuyện thi lại nữa. Mày không phải là sinh viên con ơi. Thôi kệ tao mày ơi, chưa giờ tao quen gì rồi. Ê mày, hồi tối tụi mình nói hồi nào sao tao không biết luôn vậy? Thôi, đừng nhắc tới nữa. Nhắc tới thấy ghê à. Đã tao xin thấy mồ còn bắt tao ngồi dậy lau chùi với mày nữa. Mà lúc đó tao mới muốn ối đó nha. Mà nhiều khi có mình mày ối thì sao? Sao mày, làm gì có chuyện đó. Ê, gì? Hay là lần sau đến quán đó nhậu tiếp ha. Dẹp, có mấy bức thư bắt tao bao hoài à? Có gì đâu, thì anh em mình mỗi người hùng chút nhậu, rủ nguyên nhóm tụi mình, thằng Điền, Bình đủ luôn nha. Mày rủ hay quá hả? Thêm thằng Võ em mày, chắc tao mày nằm chết tại quán luôn quá. Mà tụi nó đua mạnh, mấy thằng mình đua yếu, mà chơi toàn đua mạnh không à, với số lãi. Có gì đâu, uống ít một chút, uống chỉ cho nhiều. Rủ đi nhậu mà kêu đừng uống nhiều. Mà thôi, lát về sớm đi mua áo với tao. Gì ghê mày? Hẹn hò thôi, làm gì ghê vậy? Không phải tao điệu đâu, mà tại vì tối qua mày nhậu xịn, ổ giờ hết quần áo tao rồi, giờ đồ đâu bận. Đúng rồi, là Lam đây mà. Mà sao em đổi tên vậy? Xin lỗi anh nha, chắc là anh nhìn lầm người rồi. Em tên là Thanh. Lam nè, dì đi chợ nha. Ở nhà lát con đi đâu nhớ khóa cửa cẩn thận. Dì có đem chìa khóa rồi. Dạ, đây đây, con hai biết chị rồi cháu. À, chú Tú. Chú mua trái cây chi mà nhiều dữ vậy? Đó thấy chưa? Không chịu quay mặt ra nhìn tôi luôn nữa. Nhưng mà anh mua chi nhiều trái cây vậy? Thì hôm bữa tôi đòi mua gà nấu cháo về cho Cầm ăn, Cầm không chịu. Nên bữa nay tôi đổi lại là trái cây, mua về một đống trái cây đó. Nói giỡn thôi, chứ cái này là của ông bạn lên, ổng cho đó. Nếu mà Cầm không cho tôi mua cái gì, sao tôi dám? Chú ơi, trái cây ngon quá à, để chiều nay con nấu chè cho chú. Thôi, hai chú cháu ở nhà nha, tôi phải đi chợ. Tôi chở Cầm đi nha. Thôi, tôi tự đi cũng được, không cần anh chở đâu. Cầm. Chú ơi,
Bộ chú với lại dì của con giận nhau hả? Dì con nói á là chú ở nhà dưới với má chú đi, chú không có chịu, chú lên liền. Chắc là bà giận đó. Chán quá. Sao rồi? Hổm đại con sao? Còn làm ba cái nghề đó không? Dạ còn chú. Con mà không làm thì lấy cái gì mà trang trải hả chú? Mà chú ơi, con sắp đổi nghề mới rồi đó chú. Con Thủy nó nói với con là cái nghề này vừa đỡ cực mà còn kiếm nhiều tiền nữa đó chú. Mà con nè, không có cái nghề nào mà không cực khổ mà kiếm được nhiều tiền đâu. Hai đứa cẩn thận đó nha. Trời ơi, bữa nay chú Tú nói chuyện khác quá à. Không có xí ngáo. Con nói lộn, không có hiền giống như mọi ngày. Nè. Ấy da. Cái con ranh. Con không có bắt chước gì con mà ăn hiếp chú nghe chưa? Nghe không? Dạ. Thôi, con lo học hành đi. Vài bữa chú kiếm cái gì làm thêm ngoài chuyện mà chú phụ giúp dì con á. Chú, sao mà chú tốt với dì của con quá vậy? Mấy người mà con quen á, không có ai được như chú hết đó. Nếu như mà họ được như vậy, chắc là nhà của con cũng không có đến nông nổi nào đó. Ý con là sao? Không có gì hết chú. Thôi chú vô nhà nghỉ ngơi đi. Con đi ra đây mua gạo xíu rồi về. Thôi con đi nha chú. Anh nói sao? Bên BB đều làm hợp đồng chụp ảnh nữa hả? Vậy anh nhắn với bên đó là dẹp, dẹp hết đi. Không có Mỹ Dung cũng không có hợp đồng nào hết. Định ép thằng Hoàng này hả? Anh hai ơi, hay là anh ở lại giải quyết công việc đi nha. Em về trước. Ừ, thôi Út về đi. Chiều gì sớm thì anh ghé qua mẹ, có gì dạ, nhắn anh. Dạ, em chào anh. Hoàng à, em cứ bình tĩnh là đi. Chuyện chụp hình ở đâu có gì đâu mà em làm lên vậy. Nhưng vấn đề là em không thích bị ép kiểu đó. Hoàng à, em có biết là nó là công ty giải trí hàng đầu ở Việt Nam không? Nếu như mình chiều nó chút xíu thì mình có lợi đó em à. Còn chuyện con Dung nó có làm vợ đét hay không á, thì cũng không bằng chuyện mình kết thân với nó. Hoàng nè, em có biết là năm sau nó sẽ tổ chức một cuộc thi Hoa hậu quốc tế, cộng thêm một cuộc thi siêu mẫu châu Á nữa. Đó, nếu như mà mình có mối quan hệ tốt á, thì cái chuyện mà em thiết kế cho cuộc thi đó sẽ rất là dễ dàng, cũng như là em quảng bá cho cái thương hiệu VH của em rất là tốt. Coi như là hai bên cũng có lợi mà. Mình nhất định phải giữ mối quan hệ này chứ. Anh nói thật sao? BB là cái gì mà nó gom được hai sự kiện đó? Thứ nhất á, là tổng giám đốc của nó quen trên bộ. Thứ hai á, có hai thứ đó đó thì hai sao cũng được mà. Huống chi mấy cái cuộc thi hoa hậu này. Vậy thì theo anh, mình nên chịu nhục và hợp tác. Nó chịu nhục thì hơi quá. Nhượng bộ lùi một bước tiến ba bước. Thông minh đó chứ. Nhưng mà Hoàng nè, thực ra ai cũng biết là em tài năng, nhưng mà trong cái ngành thiết kế này, tài năng nó không bằng cái chữ biết đâu em à. Dạ, anh để em suy nghĩ đã. Em cứ thoải mái đi. Khi nào quyết định xong thì báo cho anh biết, để còn có thời gian mà tập trung vào chuyên môn đi chứ. Còn tất cả mọi chuyện khác cứ để anh lo. Không gây áp lực nha. À, lát có bé Quyền, con chị Hạnh Nguyên qua đây. Em có nhắn với nó là gặp anh và Loan để lấy số đo. Em có việc phải về nhà, có gì anh giúp em nghe. Số đo để làm gì? Quyền sẽ diễn cùng với Mỹ Dung. Ê, vậy là cuối cùng bên Việt Quang nó không nhận mày hả? Tao nói rồi, lo tự vệ mẫu đi. Tự nhiên cắm đầu với nó xin làm gì? Ai biết, tại tao thích VH mà. Được rồi, thôi, có gì đâu. Có gì qua chỗ khác xin cũng được mà.
Ừ, chắc từ từ rồi tính sao. Nếu mà mày muốn kịp thời hạn á thì phải quyết định liền đi chứ. Mà cái này á, mày chỉ muốn học hỏi thêm để làm đáp án cho tốt thôi mà, phải không? Vậy theo mày tao phải xin chỗ nào? Theo tao á, mày nên nộp đơn như Nam Phong hoặc Đức Minh đi, tao thích hai bên đó hơn. Nếu mà mày muốn trở thành nhà thiết kế sáng tạo á thì nộp qua Nam Phong, còn nếu như mày muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng giàu có thì nộp qua Đức Minh. Thằng này sao mày rành dữ vậy mày? Chỉ có mày á mới không tìm hiểu những gì mình thích thôi. Học giỏi là một chuyện, nhưng mà kiến thức xã hội cũng cần thiết chứ bộ. Tao nói đúng phải không? Sao mặt mày trơ ra vậy? Cái thằng này mới có khua môi múa mép chút xíu, mày đặt lên mặt dạy tao hả mày? Mày giỏi lắm, mày chờ đó. Anh nói cái gì? Em phải diễn như một con bé nhóc tì chưa bao giờ lên sân khấu như con Quyền hả? Không thể nào chấp nhận được. Người đẹp à, em đừng có nóng. Anh thấy có gì đâu. Em diễn chung với một đứa không có cái gì hết thì em mới nổi bật chứ. Dẹp đi. Chỉ có một cái hợp đồng mà anh và Diệt Hoàng còn lật lọng như vậy. Tới đêm diễn em còn bị chèn ép tới cỡ nào nữa hả? Em không biết, anh giải quyết cho em đi. Nếu không... Nếu không thì sao? BB để em á, bởi vì em là gà chính. Em nên nhớ, một ngày nào đó em cũng sẽ về chuồng để đập cánh mà thôi. Đang thời Hoàng Kim á, thì nên biết điều một chút đi. Anh dám nói. Em định nhớ, nếu không phải là em thì BB cũng thừa sức đẩy một đứa khác để thay thế em, và thậm chí nó còn cao hơn em nữa kìa. Em không thấy cái tấm gương của con Thùy và con Trinh à? BB đưa lên được thì nó cũng sẽ đạp xuống được. Em chỉ là mối quan hệ để họ quan hệ với Diệt Hoàng mà thôi. Em nên hiểu điều đó chứ. Người mẫu thì mãi mãi chỉ làm đẹp cho cái bộ trang phục thôi cưng à. Làm gì có. Thôi được, em nghe lời anh. Nhưng mà anh ủng hộ em chứ? Nhất định rồi, anh luôn luôn ủng hộ em mà. À, anh thấy là con bé Huyền nó có một cái nét gì đó giống giống một người mà anh không nhớ ra. Nhìn nó rất là giống. Thì giống má nó chứ ai. Cái ngày nhà đó đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà, lúc đó mẹ đang mang thai của con. Lúc đó bà ở đâu? Chuyện gì đã qua rồi, con cho nó qua luôn đi. Chứ sống mãi với nhau trong thù hận như vậy thì cũng không tốt đâu. Ông đang đứng ở trong nhà, ông có làm gì đâu, giờ không phản ứng gì hết. Trời đất ơi, có cần phải màu mèo qua lá hè vậy không mày? Ở tù tới nơi rồi cũng chỉ vì hai chữ anh em á mà chết lúc nào cũng không hay. Còn cái chuyện mà con có ý thi nghề mẫu gì đó, thôi dẹp đi. Sao, theo chi cái nghề lắm thì phi vậy bấy? Con... Em còn nhỏ nhưng mà em có võ. Tính số lượng thì em có ba nàng rồi đó. Sư phụ, nói nghe coi. Mình ở An Giang, vậy là cùng quê với mình rồi. Bạn có biết trường võ trường Toản không? Hồi năm lớp 6 mình học ở đó đó. Sau này mình mới chuyển lên Sài Gòn học. Alo, tao nghe đây. Rồi, gặp nhau trước cũng bây giờ bà. Nhưng mà cũng là công trình của mình mà, đâu có được đâu. Em phải đăng lên Facebook cho nó ê mặt mới được. Chỉ là một cuốn sổ nhỏ thôi, vài công thức thì có gì đâu, làm sao mà chết cười được. Mày không có lỗi gì hết.